Rank map này trông chất vậy, bọn nó toàn AK đôi. À, đánh A này. Team đang vào lúa mà. Đi 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 đi, đi anh ơi, lên lên. Đặt chân lầu được. Nữa nữa nữa. Chết chết chết. Tôi quên không nhìn rank bọn này với là rank gì nhỉ? AK đôi, AK đôi, AK đôi. AK đôi à? À. Hai CT cuối, hai CT cuối. Hai CT cuối. Tao có tiểu hủy trận đấy. Con mẹ ơi. Trời ơi, ba thằng nữa. Yếu rồi. Đi đi B đi. Ui. Khu tao bắn vãi. Ăn đe và mặt điêu thôi. Hai. Đâu rồi? Hai. Khu tao. Đấy hai thằng kiểu chấn thương. Đi năm thằng bắn ra bắn hiệp luôn mà. Năm thằng ba mấy thế nào ua bốn sao biết tối hai stay 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 một à nết đâu rồi The Team Monkey đã chính thức có phiên bản tiếng Việt nha các bạn. Một trang mua bán đồ cũng như trao đổi đồ set 2. Mình cũng có thể lấy thêm bonus bằng cách là điền code HOAG ở đây. Nếu mà bạn chết trên 10 đô thì các bạn sẽ bắt được bonus này. 100 đô thì sẽ được 5 đô nha. Thêm 30% bonus cho khi các bạn nạp tiền mặt, cũng như thêm 5% nữa là 35% bonus khi bạn dùng code HOAG của mình. Ngoài ra thì hàng tuần còn có cả những thứ freebie cho các bạn ở đây. Và chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ Skin Monkey nha. Em muốn hack vào đàn kit phần cứng từ 2019 giờ vẫn đang đăng á. Ừ, bây giờ nó có vẫn tất cả mấy cách xịn mà. Được em mà đi còn không? Không. Sao bắn pick in game được? Ờ, mày đang bắn pick in game ấy. Một cầu thang, một nó xịn. Đéo ơi. Ôi dồi ôi. TT DE nữa. Thì 200 sao là không đủ em ơi. Thùng 3, thùng 3 1. Thùng 3, thùng 3, thùng 3. Em có gì tiếng in game. Mày đang vô in game đấy. Thằng này trong B ở đâu? Biết. Đấy ơi. Trong B, trong B, trong B, trong B, trong B. Anh nghe được B. Alo, alo. Nghe được. Cột cái này, cột cái này, cột cái này. Một lầu. Rồi. Mày lửa bố mày. Mà kịp này. Ơ, rồi. Lầu. Bắn lỗi rồi. Ơ, nghe thấy tiếng thằng bên phải anh ơi. Có tiếng bên phải rồi nhá. Có tiếng chợ rồi đấy. On my way to plant. Mệt thế nhờ. Nghe bốn mic game à. Alo, alo, alo. Một trang cổ. Một lầu này, một lầu này, một lầu A, một lầu A này. Mua cống, mua cống. Dữ nhờ. Thằng ê người rồi. Đây. Ê người rồi, vãi. Ờ, để đi cầu web à. Thằng Pai nó không ở trong Discord hay sao? Mày cứ đi đi, anh spam mày. Thằng này đéo trong Discord. Thuốc, thuốc. Cái mốc của nó ấy. Có ăn nối không? Anh sẽ không cần đi, anh sẽ mốc đầu nối rồi. Qua đi. Một shot này, nó bỏ luôn này. Một ram gần anh sau ấy, xin từ từ. Anh đâm che sầm mốc. Một shot chạy về rồi, bỏ B rồi. Tango vậy, tango chết, tango chết. Lỗ, 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 một lỗ, một lỗ. Từ nhá. Đối. Hết. Lỗ, lỗ, một lỗ, một lỗ. Chân lầu à? Bạn ấy, CT, 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 một CT. Flashback. CT nữa à? Một CT. Chân lầu chưa chết đúng
Sao lại có quả súng lồ bóng lâu, bóng kín trên lầu. Nối 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 nối. Nắp em. Dính lửa kìa, Ôi. Nó phải dùng con lửa đi. GoPro được mà Dũng 7 ngày mà từ bạc 2 lên vàng GoPro được. Nhưng mà phải donate cho anh 2 triệu, anh chỉ cho tích tip. Cửa sổ. Cửa sổ bên nối. Mít đẩy là 3, 2 đẩy nữa, 2 đẩy nữa, 2 nữa. Một nữa, một nữa. Sống được. 2 luôn, 2 luôn. Một cống, một mít. Rồi tao rồi. Nó chỉnh giọng anh Hiệp ạ. Thằng này thằng Peperin nó cứ mic nó như con cặc thế nhở. Nó cứ fix giọng ấy, nó cứ chỉnh robot đi. Hai thằng đâu nhở? Mẹ tập block nốt thằng này ra đi. Lên đi rồi. Á, nó nhìn nối là nối clear rồi anh ơi. Còn tốm mít sao ấy? Đấy. Ui. Biết rồi đấy, nên có lửa đấy. Loan phớt, vẫn phớt được thôi. Nó ra nó bắn ở cửa sổ luôn. Này, nối ấy. Không mà smoke đối ngoài này. Smoke đối ngoài này sao thì smoke tặng nó một shot này. Rất đẩy. Anh em lại smoke cửa sổ tiếp à? Đâu em ném từ trước. Liều rồi. Qua này. Sắp trái. Xong đối một. Rồi. Ờ, lỗ rồi. Em có cầm M4 hoặc là cầm lắm. Hai thằng này luôn. Window rồi. Chân. Em khó á. Bom rơi. Sờ mốc đầu nối của nó một quả thăm của bên mình cũng một ông ném ở ngoài ấy. Bỏ cái quả ngoài nối đi. Đã biết. Em ném Window mà. Ném thì ném ở thăm, đừng có ném ở ngoài nữa. Hình như quả ngoài nối là... Các hiểu. Anh ném quả xe mãi sau anh mới ném cơ. Một nối. Bỏ mẹ quả số mốc ngoài đi. Không phải pro team em. Ba hai tập nối. Hai nối nhá. Một shot này. Ăn được rồi. Nối một CT. Fly bắn trước em à. Fly bắn trước rồi. Thắng anh em ơi, không đéo được điểm đâu. Cột sót. Con mẹ mệt thằng nến. Gặp ngay Mamba. Ra mít mà chiếm, ra quả này chạy cống lên A đi. Bọn mày đi với nhau đi. Không cần, không cần nhau khỏi xuống mốc. Em đi ngay sau anh đây đi. Nó cương đối này, từ em mù này. Mù này. Sót. Mù. Đối hai đấy, em bắn sót không? Được. Hai nối luôn. Em lắm bom mà. Không, em ném mù một đoạn đầu rồi, tại vì là em không ra được. Nó kê thẳng ở cái đường chéo không sao ra. Ông nào đi ở dưới thì lửa cái nối vào. Anh đi ở trên anh đi sót cho là sao? Nó lại không biết đấy. Thôi, đếm lửa. Lửa thế tạo vẫn đeo qua được. Lửa phải lửa đập tường. Em biết sao anh phải anh không biết đâu mà anh biết. Sót chết. Ngủ quá, ném gì nói đi. Ghê. Thằng của tao trong B. Em tì. Ốp trong B, ốp trong backside. Backside. Lửa, backside nữa. Em tì nó không sai nữa, anh không sót. móc trợ rồi, không còn giữ trợ rồi. Còn một quả nữa chứ. Có tiếng ở sót hay là ở cống ấy.
Quái chắc là mít đông á. Tao đi mít chứ phải ném quả lửa đi, em ném quả lửa sớm mất window mà. Không phải quả lửa đấy, cái quả lửa mà đi xuống núi ném, cái quả lửa đâu đấy thì để giải quyết cái đéo đi. Nó ra là ngắm khét sao nữa. Mù đi. Ai flash tập này này thì thằng núi nó mù. Đấy. Kìa. Kìa, anh bắn anh bắn núi này. Rồi, shot một. Shot chết, anh kiếm một shot rồi. Không vào B đâu. Bom nhà. Để chiếm lát cho. Anh đi lầu B này, anh đi lầu B cho. Vẫn phải mất nhắm. Ô, đâu ấy? Rồi, một nữa. Ôi, hai luôn. Một lỗ, một đầu nối. Hai luôn. Còn một B sao ấy? Em kẹt rồi. Throwing smoke. À, ngắm à. Ở đâu ấy? Ngắm ở đâu ấy? Ngắm ở sao? Nữa, nó trợ. Chết. Một nữa mới xanh ngắm. Đây em kê phải này. Chết đâu? Yếu. Rồi hai, em bom rồi, bom rồi. Cuối ai, cuối bắt kít. Kít cuối, kít cuối. Chưa qua nhá, chưa qua anh nhà, chưa qua. Vẫn bên trái nhá, nhịp. Ok. Mẹ nhảy check lại cái xe. Bắn chết mẹ luôn. Anh bắn bi sót này. Không có, đáp có. Làm đấy. Có biết về city đây. Đáp đây bật kê sửa tay cho anh không? Rồi. Ram định lên này. Ram xuống bốc này. Cống clear. Ba ram. Ôi xong. Lầu chết. Ai? Rồi. Ai? Nữa sao? Một ram nữa. Một ram nữa, ba ram mà. Ram cuối em ơi. Mày ra bắn đấy. Hai. Đấy móc treo khó chịu ấy nhỉ. Có cái móc treo. Mít bây giờ mới ra. Mít cống được không? Ui, ram lên chết rồi. Lầu chết. Mít. Dưới lòng mít. Bắn được một máu mà. Ui dồi, anh được một máu. Lan mít này. Ồ, không biết đâu rồi. Mít ta. Để xót nhé. Xót vào. Xót vào bốc. Thế lại mù. Mẹ cái đằng lầu lại đi qua quả smoke ạ. Mẹ em. Một mít. Cày thế nhờ. Trên đầu kìa. Hai, một mít nữa. Một mít. Không biết. Một mít. Bỏ B đi, bỏ B đi. Về thủ B thôi là xong. Chê một mít. Đứng góc này xấu đấy. Em xuống mít về sai luôn. Về thủ cái B là xong rồi. Hai shot cuối. Hai shot. Đang chạy vào B rồi. Bomb has been planted. Xếp của AK đi. Đông đồ hốc á. Này. Này. Hổ kít. Nó cột thế sao ấy, nó cột xót thế nào. Thôi hết tháng. Bom cũng nổ. Mình còn nữa. Anh cây bút cửa sổ không? Anh bom nhìn thẳng lâu được, em nhìn cái chết ra thôi. Nhìn thẳng lâu đây. Ok.
Em không flash chứ. Mày nó ngồi đây này. Ai này bom à? Ai làm lên biết ngay mà. Un bom à. Mà. Một mít. Một mít, một mít, một mít, một mít, một mít. Thằng này nó nhìn thẳng mình luôn mà. Cửa nối. Ra bóng nối ăn luôn rồi. Mẹ. Ra bóng tay chít, tay chít. Em lửa trước rồi anh bom. Mít đã. Đi ra một. Anh bắn này anh lượng cống này. Bóc buông chết. Ra một. Chết. Cống á. Ra một. Em về. Sống clear. Lâu rồi. Tao xuống rồi. Anh giữ cả mít rồi. Mít clear. Tao chỉ clear anh bom ơi. Đi qua đây. Lao. Vừa mới nhảy qua check. Ơ. Qua rồi nhìn anh luôn cơ. Lợn nè. Vừa mới nhảy qua check xong. Hay đi bay tơ, thằng này hay đi bay tơ. B. Không có, nhưng nó sẽ múc lại nhìn anh mà. Nó biết thằng Pai ở đâu luôn mà. Đéo đặt bom mày anh em ơi. Nắp biết ở đâu rồi, ấy. Backside này. Chó này buồn chặt. Mẹ, backside. Anh lốc cột. À. Nhà bắn lên, bắn trước này. Sợ bắn dễ quá sao vậy? Nó cầm cờ lóc vào nó check thằng Pai luôn mà. Biết thằng Pai ở đâu. Lát này. B có nhá. Đó. Đẹp rồi. Xin giữ cả mid luôn đi, chạy về làm gì nữa. Solo A cho xin đây. Một lầu nữa tiền đang ram đông ấy. Này A bật trước trận tới nghe cuốn quá. Chiều chim vui vẻ. Tao. Vẫn bên phải ấy. Phải ram ấy. Ôi. Tao bắn đúng rồi. Bài đấy là bài free style của Big Naughty với cả Hit Millie. Lúc ấy sang bên bắn test đã bảo chúng có bắn trước mình rồi. Mid. Nết khao thùng rồi. Nết này. Hai mít nữa. Một nữa. Ngắm. Một mít nữa. Hai chết. À, hai khách chết. Một ngắm mít nữa. Bom rơi mít rồi anh em ơi. Bom rơi chỗ ảo ấy. Nhiều thằng. Nó không hiểu. Chân rồi. Top mít. Bắn vào chân rồi. Dù nó có hack thì dù nó cũng đeo thắng được bọn tôi mà. Bom đâu? Top mít nó vừa nhặt rồi sao hiểu không? Nhặt rồi. Sống mà. Ok cay không? Mày bé lọ mọ. Còn thằng ngắm cuối. Anh giữ cả mít rồi. Đây. Em nhiều. Ngắm mày đấy vậy. Ta này. Mít ta rồi. Mít ta anh em ơi. Được. Tao thấy nó buồn này. Đây có một mít nữa. Top mít bên trái. Anh này nó lửa anh. Ở đâu em bay? Ta vào rồi. Đang ngồi rồi. Anh biết tạo đây luôn đấy chứ. Biết hết. Bỏ quá là nó bỏ smoke rồi. Chúng ta hết.
Em thấu lẩu trước quá. À đẹp rồi. Ăn rớt rồi. Mít 1. Móc à. Em nhận để check ra cho anh bom. Ê, súng ơi. Anh nhặt súng được rồi. Lầu lia này, anh nhìn thẳng lầu. Ram lên. Ai. Chết Ram ơi. Ram. Ram 1 tiếng kìa. Ram 1. Ui. Một Ram. Ọp kia anh. Hai luôn à? Hai Ram luôn. Ờ, sống, 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 sống. Em ăn đến. Chờ em, chờ em. Phù quá. Ai. Em được bao nhiêu sao? Trận này chắc phải được nhiều.